nhớ nghe ông là một ít rồi này, tôi lại rồi là mời mọi người nhá, nhớ đi bò nhá, cầm luôn đây mời mọi người nhá. Bạn cho em tay à? Ừ tay à, nào cũng tươi luôn. Bây giờ làm ăn khó khăn, bây giờ anh em mình đầu tư nhà hàng thì tốn tiền đúng không? Cứ mua cái bình bìa cắt tông này với cả gạch này này. Mình ra cái vỉa hè nào đó là mình nướng đúng nướng đúng ngồi như này luôn. Ăn luôn lại. Cho bọn hai đi bạn. Là nhá. Mọi người đăng ký kênh. Quý khách có nhu cầu mua thịt trâu gác bếp, thịt lợn đen gác bếp, nấm hương, măng khô, mọc nhĩ, chẩm chéo, vui lòng liên hệ số điện thoại 0333 666 860. Hà Còi xin cảm ơn. Hà Còi là mọi người nhá. Hôm nay Hà vừa đi Hòa Bình về. Bạn định bạn ấy tị quá, bạn bảo là sao mà đi không cho bạn đi theo. Thế là hôm nay bảo thôi ra đây làm mấy món nướng lẩu lẩu ăn chơi vậy. Bây giờ là nhóm than thì đơn giản thôi. Nếu mọi người nhớ nhóm than bằng cách nào Hà thì ở đây thì Hà có cồn, thì Hà tiện nhất thì là dùng cồn. Hai nữa là củi cũng được, lá cũng được, than nó dễ cháy mà. Mấy cái than tủ ong, tủ eo này nó dễ cháy không luôn. Đấy, thế là cháy thôi. Tiện sẵn gió trời. Đây là mượn sức của thiên nhiên đấy. Tí nữa nướng mực mọi người, nướng thịt mực với nướng thịt bò mà. Với cả làm lẩu cá nheo. Em Ban thì đang làm cá bên kia mọi người. Đấy. Em cho hết đây rồi. Trứng cho đây luôn. Vâng, cho hết rồi luôn. Tí mình cho ra cái bát. Không phải cả đâu anh, cho hết rớt rồi. Mấy anh em thích ăn nhậu, làm cái gì nhanh như điện. Cái này có món gì đấy? Mực. Đấy, để cái mực đấy nó đơn giản này, mực đấy quay lên xong rồi. Nhưng mà bây giờ xem là nhà anh mới có riềng này, nhưng chưa có nghệ. Có cà chua chưa? Chưa có cà chua. Đấy, để nó mua cà chua. Thế thì em mua cho anh nghệ với cà chua nhá. Ok. Nghệ với cà chua với gì nữa ta? Thiếu gì nữa là nổ nghệ, luôn. Nghệ này. Cà chua này, xả. Ok. Từ đã, để anh nhớ đã. Chắc là tí nữa đợi đi chứ đỡ phải quên. Nghệ này, cà chua này. Riềng có rồi đúng không? Riềng mua thêm tí riềng nữa. Rất nhiều luôn. Trứng này mà bây giờ đánh băm. Cho vào cùng một trứng gà nhỉ, làm chả. Đây thịt bò của em Ban em cầm sang đây. Làm món nướng mọi người ạ. Nướng gọi là đúng là nướng bắt khé làm rồi. Đã vậy, đơn giản. Mua anh em làm miếng đây, cắt dày dày tí mọi người. Tí nướng cho nó. Đấy. Không nhiều quá nhỉ. Nhà ông ấy bán thịt bò ông ấy. Để lại thì không ăn hết đâu mọi người ạ. Và tẩm ướp giống tẩm giống đời tẩm ướp rồi. À đây nhà 4 nàng 4 miếng thôi. Để tí ông Ban ông ngã sọc rồi mọi người ạ.
rất nhiều thịt bò đấy, nhưng mà không phải là hà tiếc đâu. À không phải hà tiếc đâu, nhưng mà hà nghĩ là 4 thằng 4 miếng này thôi. Đúng không nhỉ? Cho 5 miếng nhỉ. Cá nheo cũng bổ xong rồi. Cá nheo xong rồi, tất cả xong rồi, cá leo lẩu thuyền trài bạn ạ. Nướng thì mình có mực nướng này. Thôi vậy thôi. Đây. Thôi kệ, cắt rồi. Cắt miếng này. Rửa rau đây, tí nữa anh em mình rửa ngoắng cái xong rau là sang bên kia là định nó đánh xong lẩu tiền trài. Định cho mày đánh dần lẩu tiền trài cho rau tao xong rồi đây. Cà chua ở trước đây. Được cái là anh em mình cứ bốn ông nhà hàng mọi người ạ. Nên là chiên hết cái gì cũng đơn giản luôn. Thiên biến vạn hóa. Xong rồi đấy. Rửa. Và nước vẫn tiêu chuẩn nhé, và nước đấy mọi người ạ. Căn bản là Hà cũng về cái này, bạn định thì vừa mới đi công việc ở dưới Nam Định về là một này. Hai nữa là bạn rách quá và đi không rủ bạn. Ở đây qua đây ngồi luôn. Bỏ hiếm quạt than. Hơi bị á. Đấy thứ trong nhà em. Bia bỏ bia cho đấy chị. Tao cứ để cho một bát ở đây à. Quá ok à. Còn tỏi không? Cái tỏi thôi. Còn chưa bát nữa bác. Đây mọi người. À tẩm ướp đúng kiểu của gia đình nhà chú. Có hơn không? Rồi nhá. À dùng luôn cái tẩm cháo của Hà này. Ít thôi, không mặn. Thế này không? Đủ thơm mọi người ạ. Rồi thắng rắc muối đây. Đủ thơm thôi mọi người ạ. Chí mình chấm trong. Quên mất là không có cái bao tay. Đấy, một tí tương ớt. Đây mọi người, tương ớt ở nhà Hà bán 50.000 một chai, nhưng mà dùng được thì có mà mua một chai này thì dùng còn lâu mới hết rồi. Chẩm chéo này. Cái hạt rổ nhà Hà này. Mắc khén này. Đây, làm tí hạt dồi đi. Thì mọi người Hà nướng khoảng tầm đôi bốn sáu hạt nhé, 7 hạt đi. À, tẩm ướp bò xong rồi tẩm ướp mực. Đấy. Bạn Định đang làm ấy đấy mọi người này. Bạn Định đang làm lẩu thuyền trài đây. Đây hạt dồi Hà nướng nha mọi người nhé. Thơm nức mũi luôn. Anh làm lấy tỏi không ạ? Có, phải lúc thì bỏ. Thì Định có tí tỏi thì làm tí tỏi bò luôn. Ở đây em quẳng luôn vào thịt bò cho anh. Coi như xong mà. Xong rồi. Ok. Ok. Đây. À rồi. Anh không lấy chua ra làm sao? Không, chua lên đấy còn chua. Đồ ăn ngoài trời nhưng mà đủ gia vị vết nhỉ. Đấy, xong, đây mực đây. Hà tẩm ướp cả mực cả ấy luôn. Cả mực cả thịt bò cùng một lúc luôn. Mực cũng tương tự luôn. Thì hạt dồi Hà vừa nướng mọi người nhé. Rắc một tí hạt dồi lên đây.
hải sản cũng tầm ướp vào rồi luôn, mà thịt bò cũng ăn rồi luôn. Xong. Xong nên mang đầu tư cổ phần cho tôi ăn ăn ở quê. Chẳng. Mà nhà ở quê. Còn cái giấc đứa nào ở trên nhà. Ok. Riêng cái ông mực này thì mình sẽ cho nhiều tương ớt hơn mọi người. Nó hợp nhau mà. Bò đây, cho tí đồ ăn một tí. Rồi, cho tí nước mắm ấy mọi người. Đấy, đồ ăn tí mọi người cho nó đỡ khô. Ở trong đó cái này mình nướng chín kiểu bít tết đi. Bít tết đi. Đây cho anh, đây cho anh tí nước mắm đây là xong. Ôi dồi, nhiều quá. Mặn rồi, mặn rồi. Có 10.000 bò xả đấy không ạ? Không. Ok xong. Ok mình cũng xong. Ngay đầu chợ có thằng ô tô là bán xả không ạ? Là thôi nhảy vào mua ủng hộ thôi. Rồi. Này đừng đùa, còn có cả rau cuốn đấy nhá. Anh em mình hôm nay gọi như nó hơi khách sạn ngàn sao đấy. Thật chứ nhỉ. Quảng ra dữ liền. Có ai tha đâu. Chạy đồ ăn đâu nhỉ. Chạy đồ ăn đâu nhỉ. Bếp ở xa lắm. Bên này. Đây, bên đấy bạn kéo tôi đã bảo bạn rồi, cứ bỏ đôi giày ra giữ ra. Sợ ngay khối người sợ hãi luôn. Đây là bàn của mấy anh em đây. Mặt nó sạch. Mọi người Hà phải đi hái thịt gà mọi người. Bạn nào đi hái thịt gà lên nhìn rổ rau này. Hành này nó thơm. Hành này. Đó, hành. Ít thôi. Bao lâu rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ? Tuần. Ấy rồi. Cũng đâu thế. À quay mời mọi người nhá. Gián đậu làm gì? Cho vào ấy à? Thích ăn nhiều vậy. Ăn rồi anh. Ừ. Thịt dẻo vậy. Nướng thịt bò thôi. Xé chứ. Đấy. Bác ở mấy người xử lý thịt bò đâu. Ừ. Làm anh rồi nhá. Định lượng thích ăn đậu để đây. Có lần đập nhiều. Đây người ta gọi là rửa đũa. Thơm quá. Ngọt giỏi mắc kèm.
có cả đổi mất kèm nó. Đúng rồi. Đây tôi bảo ông Định này, bây giờ làm ăn khó khăn, bây giờ anh em mình đầu tư nhà hàng thì tốn tiền đúng không? Cứ mua cái bình bìa cát tông này với cả gạch này này. Thế mình ra cái vỉa hè nào đó là mình nướng đúng nướng, đúng mùi như này luôn. Bán luôn. Đây là mai tôi không đi tìm có nướng phổi. Đấy, nướng ngói với cả nướng mũi kiểu này này, ngon đúng không? Ừ. Làm miếng trâu gác bếp đi. Ok. Đây này, miếng trâu gác bếp. Đây. Đây rán qua cái xích xích. Đấy, đưa đây. Đây là cửa. Đặt thưởng cho vào đây dán luôn, nóng luôn. Đây mọi người, đây là thịt trâu gác bếp nhà Hà nhé. Đấy, bây giờ Hà được kéo ra này. Uống bia. Cái ông này được cái đặt điện. Cái này ngày xưa các cụ, ngày xưa các cụ gác bếp này không là có khi đi có thành kiểu như là thịt khô khô ấy nhỉ, nước khô ấy nhỉ. Nhưng mà sẽ ăn sang đấy nhỉ, nồng. Tôi chúc mừng nhiều món. Hay sang nhà bạn Hà, bạn tôi góp mỗi hai con cá ba nheo sông. Quá ngon luôn. Hai con vậy thôi. Lẩu thuyền trài mọi người. Cá nheo thì bạn Định bạn ấy làm lẩu thuyền trài mọi người. Còn anh em thì nướng cái này thôi. Mình ăn này với cả ít thịt trâu gác bếp này mình khô này mình dễ ăn này. Này anh em tôi hội tụ đủ các miền nhé. Trâu lợn Tây Bắc cao nhé. Ừ. Còn cá nheo là tận Nam Định nhé. Mực miền Nam. Ờ đấy. Bắc Trung Nam à? Trung Nam. Đủ hết. Trung nhiều cái gì? Thịt bò thì thôi. Câu em nghĩ chưa được đâu, tại nó hơi dài. Anh cố tình dày để nó mềm ở trong ấy. Nhờ. Nó xí nữa nhờ. Bình tĩnh. Ồ, nóng. Nóng quá. Cái kẹp mình để cho để nền nóng quá. Cái dầu mình để giữa này. Nhìn mực ngon. Mực một nắng ấy. Mực một nắng. Nãy em thấy Hà quảng cáo có ớt rồi. Tương ớt có mấy quả ớt đấy, anh có cầm có ra mà nhất một quả vẫn bán được chấm thôi. Bên đấy không không có gì đấy, tôi đang thắc mắc cho mấy ông bên đấy luôn. Mỡ và gia vị thịt bò đây là chuẩn mọi người nhé. Chín rồi chưa để thôi nào lên thì anh. Cái món đậu này ở đâu? Món đậu này Hà Nội nha. Chấm với tư tầm được chập chéo tùy mọi người. Em mời mọi người nhá. Thơm lắm anh ạ. Béo ngon mọi người ơi. Em Tư với cả Định với cả Ban Hà là cái clip đi Sapa đấy mọi người. Mọi người xem chắc nhận ra rồi đấy. Rồi thịt bò thịt kéo đi em ạ. Đâu kéo ra đi kéo đi của bạn bạn cắt rồi. Cái kẹp đây kẹp vẫn đang nguội rồi vừa nóng không thể chịu nổi ăn nó tái tí được rồi ngọt chín quá rồi đấy hồng thì thôi anh em tôi ăn thịt bò quả này nhà mình như này cần như là nhiều lắm bò chấm mắm nữa đất đi làm chấm thì... mắc cái này chấm chẳng chéo này cũng được mà chấm gì cũng được tương ớt cũng được hết. Đây thịt bò bán phở các bạn nhé. Thịt bò của nhà bạn à? Vâng. Vai đấy anh ạ. Chuyên nướng ăn cực kỳ ngon. Rửa đũa này. Rửa đũa. Năm. Đây đây bạn ơi cho xem. Đây. Nướng này không là một ít. Rồi đây. Tôi lại ngồi. Mời mọi người nhá. Nướng thịt bò nhá. Chấm luôn đây. Mời người nhá. Bạn cho em tay à? Tay à? Nào cũng tươi luôn. Mọi người mua thịt bò nướng thì nên mua vai hoặc là mua u. Nướng nữa là mua dai lắm. Mềm u ngon. Ngon nó mềm. U nướng ngon lắm. Mềm lắm. Xin mời mọi người ạ. Bạn ăn thì ngọt cực kỳ luôn rồi ạ. Đánh kiêng bò. Ơ sẽ đùa. Rau đây. Ngon, ăn thế này cũng hay. Cái thứ là mùa mọi người mùa đông Hà Nội nó hơi lạnh một tí, ngồi cạnh cái xa này ấm. Có em Tư em khỏe. Để ông nào mà không khoác hết đây. Siêu nhân đi em ơi, siêu nhân.
Đậu à? Đậu, đậu nướng, đậu rán chảo gang. Đậu rán chảo gang. Áp chắc. Anh thân tôi đứa này phòng độ nữa. Hả? Tí cho gà bùn triệu. Đây là cái chằm chẹp, à cái lạp chuẩn này. Ơ, bạn ơi. Này đứng lại đi không nó bị dai mất. Ngọt quá. Nhấc ra. Đây mọi người. Định cuốn này. Cái thịt bò đây là vai, nay mình không chủ động nên là không lấy u. Lấy u nướng thì tuyệt vời luôn. Thông tư chán thịt bò thì ăn đậu đi. Nói chung là cũng phải thử. Mấy anh em làm phở bò mà. Đây là thịt bò tiếp xúc suốt ngày mà. Cũng may là ra các bạn ăn thịt bò lại còn đấy. Người ta đang giới thiệu cho mình nhiều. Em mời mọi người nha. Thịt bò lướng. Thơm như ta phải để lên đây nữa nè. Ờ, không chín quá nhỉ. Mềm. À, à. Mực mượn cái kẹp đấy. Đạo, đạo, kẹp đấy, mực tặn. Uống đi này anh em ạ. Uống đi. Ngon đấy. Không nhanh là bị vệ kê. Mực này á, thì cần xem tí nó ăn được mà chín rồi đấy. U ngon lắm luôn. Nào, hôm nào ăn để bố trí trước. Bê. Có ngon cái này ăn ra gì không? Tươi. Vâng, em mời anh nhé. Mời em nhé. Tốt. Đây gọi là đậu lắm. Là đi ăn bếp ga nhỉ? Bảo hay là đâu gặp đi xuống đúng không? Đúng không? Bảo ông sách về mà ăn vậy sách lên. Ông rau gì? Ông ra đấy em lấy từ tệ. Rau là rau nhà anh trồng nó bé. Đây đây đây. Ấy tình cảm anh em nó phải được cái lá to này. Đấy, đấy, anh. Đấy, em phải xem xét lại. Một thứ hận rồi sai em đâu quá. Mời bạn lại. Thật đấy. Vậy nhá, okay. Mời bạn nhá, cho nó đi okay lên. Úi trời mọi người ơi. Chết rồi, còn nồi nỏ truyền trái này làm sao. Nướng lỏng nặng đây luôn. Ăn đồ nướng nóng uống bia lạnh được. Nướng lỏng đặt đây luôn. Nhưng mà thiếu rau thơm. Các bạn trẻ thiếu rau thơm. Uống nước tình giới. Ăn là mới phê. Hay tôi dừng lại, rau thơm rồi, dừng lại đây. Thôi, chạm đấy. Rau thơm thiếu gì đâu. Đây, một vườn rau thơm này, ai mà rửa này. Húng này, bạn ơi. Anh húng rồi. Đây. Rau không thiếu gì luôn. Anh ăn đi hồ. Anh vẫn ăn đang nhai á. Đúng rồi. Thầy cho đi miếng đậu đi cơ. Đấy, đặt miếng đậu thì mà nó khô. Đậu thì có thể cháy được, nhưng nay mà để mà già thì mất ngon. Đấy, ăn cũng ngọn kiểu giống kiểu ai. Cái này đậu mà làm dưới là bò làm, trên. Làm cái bánh mì nữa. Bò trên đậu, đậu trên bò. Đúng không? Đây, món này là gọi là đậu. Đậu trên bò, bò trên đậu. Bò đậu trên đậu. Đấy rồi. Ăn gặp hết ra cho ăn rỗng thôi mọi người. Cái này bây giờ có cái gì nấu cái hoặc là thôi. Thôi, không ăn. Thế anh ăn rỗng thôi. Ăn rỗng cho mát ruột, thật lòng ấy. Nhướng thôi. Ăn chán lắm. Đây để em cắt con mực. Không phải chán, không phải chán lắm mọi người mà. Ăn nhiều quá. Ăn mấy miếng thịt bò rồi. Đây mực này chín rồi nhá. Để em cắt em mỗi người thưởng thức miếng nhá. Mực này em theo anh cứ để thêm xem đi nữa. Em cứ để xem đi nữa. Không việc gì phải vội. Em úp mực lại. Đây. Như này nó mới ngọt chứ. Không, mực một nắng này nó phải xem. Nó phải xem tím ạ. Cho cái dâu ra giữa đi bạn. Đầu dâu nó phải xém đi cơ. Ngon. Ui, vẫn đi làm à. Ui giời ơi, ai được khác trọng. Ê em ơi, anh có mặt Hà Nội cái là anh em lại tiếp đón. Kinh. Khóc vừa. Cái lẩu đặt lên than luôn này mọi người này. Đấy, nhìn rau rau của chưa? Rau từ từ đã, sôi đã, thằng này. Sôi rồi đấy. Sôi chưa? Sôi, ui than nó này nó sôi vậy quá đẹp rồi bạn ạ. À. Đây trứng cá nhá, đây nheo Nam Định bạn nhá.
có mấy cái quả bao tử ngon. Đấy, có hết cho bạn ạ. Có hai cái bao tử. Ôi mọi người gì nhỉ? Thà nghĩ rồi, bây giờ kinh tế khó khăn, anh em đầu tư thì cần mấy viên gạch với cả than này thôi là mình có mở quán được rồi, đúng không ạ? Bàn ghế làm cái gì bây giờ cứ chính như này là vui đúng không? Quan trọng nghe ngoài âm dương. Ngoài âm dương này. Ngoài này ở quê rồi là lọc. Ở anh em mình ngồi vỉa hè thì thế thôi đúng không? Đây mọi người, đây thì giới thiệu với mọi người. Ở bên kia là văn phòng của BC Food. Đấy thì đồ đoàn nó cũng thiếu thốn. Anh em có cái gì tận dụng thôi. Sư ơi qua đây đi Sư ơi. Đây nhưng mà em thông cảm là đấy chỉ có như này thôi em ạ. Đấy bia thì ướp ở trong thùng kia. Còn rau đây. Còn đây là lẩu cá nheo em ạ. Lẩu cá nheo sông. Theo anh ấy, cái này bây giờ cũng được rồi đấy em ạ. Đây anh sờ nó khô. Tức là ý cắt em mỗi người miếng để ăn thử. Đây 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 kẹp đấy em ạ. Quá ngon rồi, nướng vậy thôi. Nướng vậy thôi. Đây kẹp này. Sau đó chuyển. Đấy. Chuyển dần em cứ bắt đây. Thì em đồ ăn quá. Tại sao em cứ phải bỏ bia ra làm à cho tư à? Không, không của em. Em cũng uống như mai nhưng cái đó viêm họng không nói được. À thế à. Mất tiếng. Tương ớt. Tương ớt, mực phải tương ớt. Tương ớt mực cương này. Bắt đổ ra tay ấy. Theo anh xem nào. Hôm nay sao đầu óc mình hôm nay nó cứ chậm chậm kiểu gì nhỉ? Không. Đây đợi để cái nắp non được cắt luôn. Thế rồi. Bạn nhiều khi khôn vết ấy. Vừa định nghĩ ra cũng định bảo thế nhưng mà chưa kịp. Tôi thấy bạn ở đây với tôi chứ. Tôi bạn ơi, nó ngọt lắm. Ngọt. Ngọt chứ. Tôi thấy bạn dìu tôi đến lúc nào. Em bạn nhá, này tôi còn biết được. Đấy, chào mọi người nhá. Chào mọi người nhá. Công chưa hết ở đây đi nhá. Tối nay hẹn người tình dìu đi rồi. Vợ nó bảo rồi chắc chắn là nếu mà có về nhà chắc là cũng vua. Nay cứ ghi hỏi vậy có anh Tư không? Đâu sao mình thiếu. Trước. Nhưng mà anh em tôi chỉ đi nhậu xong rồi. Hà coi thử mực không, giấm. Chỉ nhậu xong. Chấm quả chẩm chéo đây xem nào. Không rồi. Thì cái gì cũng hợp với chứ. Làm mê. Hợp với lý do mình ngồi về có gì dùng đấy. Có ở đây rồi. Xin giới thiệu mọi người đây tương ớt Mường Khương nhá. Nhà bạn Hà có bán đấy nhá. À. Ở bạn lấy tương ớt lấy qua mình nhá. Ok ok. Nhá. Anh em lấy tương ớt qua Hà nhá. Ok. Tình hình đấy mọi người bán hàng ở đâu à. Mình bán được hàng không? Ui, làm miếng mực chấm tương Mường Khương. Tình hình mực hơi khô. Mời mọi người nhé. Chưa qua đúng không? Bạn ơi nhớ cái miếng như nào khô quá. Mực ăn sống còn được. Bên trong dai không? Mực muốn nắng thì như này. Không, nó dai quá. Không dai. Không đeo ăn thử xem nào. Ngon mà. Nhưng mà hơi cay, mất độ ngọt của mực. Cay anh chấm nhiều quá. Tại không? Tôi chấm đúng chắc như chấm mắm tôm. Chấm ngập luôn hả? Chấm ngập đến cái chó luôn. Mời mọi người nhá. Em thử nào. Phê. Đúng là chấm vừa. Tí cải cúc ấy. Bạn ạ, cải cúc với nấm ấy. Bạn cho mình ít nấm vào đây. Cho nấm vào ăn ngon. Đấy. Chất con gì. Nồi này chất. Nữa đâu. Chất nấm luôn. Nếu mà ngoài tay nước nào rồi. Không đúng kiểu lẩu mình nó đơn giản nhưng mà ăn kiểu cứ sôi lẩu thả cá không bao giờ tanh, rất là thơm. Nếu hôm nay bọn mình thiếu sót thiếu thì là nhá, thiếu thì là và hành lá. Hành lá thì là thuyền trài đấy đâu ra hành lá. Thuyền đã gọi là thuyền trài. Đây là lẩu. Đây là lẩu vỉa hè. Thuyền trài thì thế nào cũng có. Đây là vỉa hè đây là. Thôi chết rồi, ngồi trong ngoài đất. ngồi ngoài đất à? Mày ăn quá. Bia con mà. Thôi không sao. Bác ơi, đây đây. Bác lấy cho. Đây 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 bia còn nguyên. Bác cái bia bên đấy sang cho. Không, bác ơi, lấy cái bia kia. Okay. Lấy cái bia kia. À không, quên tư. Đem đây cho. Lấy cái bia kia cho Định ngồi. Ôi giời, nhà thì chả có gì ngoài bia mọi người. Đóng hàng mà. Đây ông ngồi đây. Ông ngồi đây. Đúng tiêu chuẩn 5 sao cho tôi. Ấy. Dù gì mình cảm ơn bạn nhỉ.
dù gì thì bạn cũng là bạn mình, làm sao để cho bạn lạnh mốc được. Bạn à, đưa nhau đến cứ gì rồi, cứ gì đến ba hạnh phúc đi. Bạn cứ gì thì đi đến hết non. Hết non rồi. Ok, mời bạn nhé. Đấy, bây giờ nhờ bạn định mà cho tí gạch cúc vào. Không, húp tí nước đi bạn, bạn đánh giá nước nào. À ừ, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. À quài, xin lỗi. Và mọi người thông cảm cách nói chuyện anh em thân thiết với nhau ấy. Lắm lúc là cũng tự nhiên quá. Mọi người thông cảm nhé. Thân thiết mà, cứ mày tao anh em. Ai yêu thích món ăn gì cứ để lại comment để anh em mình làm và thưởng thức nhá. Có gì mọi người góp ý, nói chung là làm nó, nếu là làm quy chuẩn thì khác, còn anh em ở đây thì toàn làm để có sao dùng vậy, đúng không, thưởng thức nhậu với nhau nên là mọi người thông cảm. Đây trứng thì nó sẽ chín lâu hơn, nhưng mà cái này là cũng là ninh anh em mình cũng ninh lâu rồi, đúng mai, không mai mai làm bữa lẩu chó, với hôm trước có người comment là anh em mình làm bữa lẩu chó. Ok. Ở các bác bên Mỹ xem thì thông cảm, các bác nhắn tin cho Hà rất là nhiều là đừng nên ăn thịt chó, nhưng mà một phần là cũng là anh em cũng là kinh doanh mà, như bạn định thì bán về chuyên về thịt chó, cũng như Hà thì từ bé đã ăn thịt chó rồi, trở thành chuyện bình thường ấy. Bởi bây giờ ở Việt Nam cũng chó nuôi công nghiệp đấy mọi người, cũng nuôi đấy. Chế đôi đũa này. Đấy, định chế đôi đũa. Gặp tốt. Mời mọi người nhá, đũa xả. Đũa xả luôn. Ok đấy, cái nhường mày thôi này. Ê, Hà coi mời mọi người miếng rau đi. Anh định xem ngon gì để mời mọi người. Đây, em muốn không lạnh thì em bảo, muốn lạnh thì bảo. Có nó cả không lạnh cả lạnh nhá. Bạn ơi, mở không? Mở ra. Em xin phép mở ra. Em mua Tiger nhưng mà cái gặp hóa hết Tiger. Ừ, mọi người cái món đấy Tiger còn tầm hoa quanh quanh đây bé bé không có Tiger đâu. Thế ở nhà mình có sao không cầm xa đấy, nhìn kìa bia nào chả là bia. Mời các anh nhá, cầm đi thì nói chuyện gì không biết. Mọi người thế nào chứ Hà bia gì Hà cũng uống được hết đấy, không cắn đâu. Nhiều người họ chỉ uống được một loại bia hay sao ấy. Bật bột nắng này, bật bột nắng này em ơi. Dạ vâng, cảm ơn anh. Đây điện nướng đầy này. Đấy, em lộ diện luôn. Em chào mọi người. Phúc là cũng xuất hiện trong mấy video bên quán bạn Định nha mọi người. Bọn em thì toàn gương mặt thân quen. Nhưng nơi nào thì ngon. Đấy, mày gặp đi. Không gặp cho tao, gặp gì cho mày. Tưởng mày. Đây, à, coi. Ôi, xin bạn nhé. Những đôi đũa này ăn phê hơn đôi đũa kia vì rất thơm. Nó có vị. Những đôi đũa này của tôi, mọi người ăn rất là khác đôi đũa của mọi người. Mọi người thì văn phòng bên kia nên thành ra là cũng đồ đồ nhất đủ. Chị chưa về. Đấy. Đóng hàng mầm như thế này. Đang gửi hàng đi tỉnh nhiều hôm nay. Đùa rồi, nước lẩu ngon dã man luôn đấy. Ngon mà, sánh. Sánh. Mà thực ra đây lẩu, gặp tôi nhá. Đúng. Cho một like đi bạn. Một like nhá. Mọi người đăng ký kênh của OK Con Dê để theo dõi bạn Định nấu nhiều hơn nhá. Tranh thủ câu view, câu like luôn. Ôi, mình bao giờ Hà còi được nút bạc đây. Mọi người Hà thấy là 82% xem là không đăng ký. Chùa đấy. Hơi buồn. Không phải xem chùa chứ. Các bác chắc cũng kênh của Hà là kênh ăn nhậu mà, nên là cũng các bác lớn tuổi nhiều. Giờ các bác chắc ngại đăng ký kênh. Bây giờ nướng ngô nhá, nướng ngô nhá. Ngô này à, anh còn hai bắp ngô ngọt để bỏ vào lẩu đấy. Đây ngô ngọt đấy, em mua cả ngô ngọt để nướng luôn đấy. Em mua ngô ngọt đấy. Nhưng mà ngô nếp. Tưởng đi bẻ trộm. À, xe, chuẩn bị. Nhưng mà bây giờ nướng như nào em? Cứ đặt lên cả đặt bỏ đi. Đặt lên như này á? À, đặt lên luôn, đặt vậy rồi. Xong tí mình nướng tí, kiểu này này. Không, tí chị bóc ra rồi. Bóc ra à, mình nướng xe. Đây mọi người các bạn bảo là để luôn như này luôn này. Để cả vỏ luôn này. Không có nước. À, cũng chưa nướng kiểu này bao giờ đâu nhá. Thế nào? Như này là chỉ cho phần lẩu. Ngô ngọt là chỉ ngô ngọt cho phần lẩu. Đấy. Bây giờ em gì? Đây anh. Đấy, mình cứ đặt hết lên đây, đúng không? Đúng rồi. Cho nó chín luôn.
cắn hẳn ra, rút hẳn ra. Chịu. Anh cứ đo nào anh chặt. Đấy, công ty tôi mở bằng đồng 20 rồi. Cái gì? Mở gì? Phép. Tôi lấy đồng 20 tôi. À thôi, cái tội mà được. Mày ăn đi, mày ăn đi. Ăn đi, ăn đi, ăn đi. Đấy, tao chọn miếng trứng. À chị nói không, anh ơi, trứng cá nheo không ngon á? Trứng cá nheo ngon. Ngon. Ừ, ăn nó hơi bị bùi. Ăn nó sật sật. Nhưng mà nhớ là nhớ là có cái bao tử ấy. Đây đây đây, tôi lại tìm cho bạn có ngay có ở trong đầu. Chín chưa nhỉ? Trứng cá nheo chín chưa nhỉ? Trứng chín chưa bạn nhỉ? Nếu mà các ăn từ trước rồi rồi. Bao tử của bạn đây. Đây, bao tử đây đúng không? Đúng rồi, cái bao tử cá nheo này mình giòn giòn cực. Đây hạt còi hơi hơi đấy, người ta gọi là tù vã đấy. Đây hạt còi mời mọi người nha, mình bảo từ này đặc tính con cá nheo này ấy, nếu mà bắt bình thường mọi người nha thì không sao, nhưng mà ví dụ dính điện ấy trong dạo này 2 triệu cũng cần rồi. Hôm nay mình nha, mình mua hỏi Đồng Xuân 2 triệu. Anh ơi, cái này chưa có tem mác gì à? Có chứ, có đây in trên này chưa dán vào. Đúng rồi, đúng rồi. Đây anh em, đây là loại nhà anh dùng. Nhà anh dùng cần, anh cần gì, anh còn gì về dán làm gì? Nó có tem như của em hay dán vào. Còn đây là bán, đây là sản phẩm mình thương bán mại, đây thương mại hạt dổi nhá mọi mình người hạt dổi nhá mọi người nhá. Nhiều nơi là người ta hút tinh dầu rồi đúng không, cho nên là khi nó không thơm được nữa. Còn đây là hà đảm bảo cho mọi người luôn, quan trọng là hạt già non nữa cơ, già non nữa. Vàng đen Tây Bắc này, này phải vàng đen Tây Bắc người của... này vàng người, đen người Tây Bắc thơm không? Thơm lắm anh ạ. Thơm kinh khủng. Này vàng đen Tây Bắc mà. Đây là hàng Tây Bắc nhá. Nói về hàng Tây Bắc thì Thanh Hóa đột ra mới có nhiều. Thanh Hóa chỉ có cái thổ nhượng đấy mới trồng được thôi. Anh em dùng đi. Cá đi bạn ơi. Đây, tôi gấp bỏ cho bạn. Ờ cho bạn xử lý trước đi. Mà xử lý trước đi. Ăn trứng cá đi anh. Không, đấy anh ăn rồi. Trứng cá thôi. Đấy, anh đấy cá nheo thịt rất dai và rất rất ngọt. Đừng đặt thù ta mày. Ăn xử lý nhá, xử lý. Okay. Em mời canh à. Đều đang còn nịnh nhau ăn. Anh thấy trứng ăn nhau ngon chứ. Nó chín tới rồi mình ngon, còn không ăn nó cứ sực sực. Sợ nhất là sống. Cái này lúc anh em đun trên bếp từ này cũng một lúc rồi. Vâng, em cứ hỏi mãi. Nấu lâu chưa? Rồi, bạn đây. Trứng cá nheo nhá. Mời mọi người nhá. Mình thấy ngon mà nhỉ? Ừ, ngon. Phúc lại bảo là không ngon nhỉ? Mình thì ăn ngon mà. Em sở thích đi. Vì không phải có người không thích ăn trứng cá. Tôi đặc thù tôi rất thích ăn trứng cá. Hôm trước ăn trứng cá hồi nhỉ? À. Mọi người hạ, mọi người ơi. Đây, Hà quyết định rồi. Hà có cái cảm giác là nướng cái này nó sẽ lâu. Không. Bạn ơi cứ nướng mà đi. Ăn làm cái kia. Không, để Hà xử lý cho. Cái này Hà trêu vậy thôi chứ còn về nguyên lý của nó thì có cái gì phải đâu. Như thế này đúng không? Nguyên lý của nó phải như này chứ. Kệ cho nó khói mọi người, thoải mái luôn. Cháy cái thoải mái luôn. Ngày xưa đi ăn trộm ngô hiểu rồi. Cá đấy. Đúng sao vậy? Rũa xả nhá. Cá trắng ngon. Cá thơm phức mà. Để mọi người nhá, xin mời mọi người nhá. Đây cá nheo ở dưới Nam Định nhá. Nheo sông xịn luôn nhá. Nheo đánh bèo nhá. Đánh như trong miền Tây gọi là đánh chả rào đấy. Ủa ngon. Ban nặng ăn đi. Ban thân tiên gì? Thịt vừa dai vừa ngọt. Thân tiên gì? Thế còn gì? Nướng á? Nướng á? Để bố nướng cho con. Đây đây. Ok con. Sao đạn nữa? Đợi tí bố nướng cho con nha. Ok. Đây đây. Đó thôi. Nướng mà xin phép đang ngồi nhậu thì cho video này anh em mình kết thúc ở đây để cho nhậu. Ok mọi người thì thông cảm đi. Ok mọi người thì chào tất cả các anh em nhá. Ok con dê nhá. Mọi người có rủ rau nhìn được còn kinh khủng thế kia mà. Rồi con để đây cho một xin. Thôi Hà còn cũng xin phép kết thúc video đấy nhá. Mọi người hãy ấn đăng ký kênh của Hà cũng như hãy cho Hà một comment tích cực nhá. Thì Hà có động lòng làm video tiếp theo hơn.
Xin chào nha mọi người, video tiếp theo nha. Chào mọi người nha.